Cuối tuần là làm bún riêu cua nhá, bún riêu cua tự làm ở nhà nhá. Đấy, bún riêu cua bò. Đấy, đây là nồi cua đang nấu. Đấy, nồi nước riêu đấy. Nồi nước riêu đang ngon, rất là ngon. Ấy, gạch cua đấy. Gạch cua ngon chưa? Đây là cua đồng người nhà mình bắt tại ao ở trên khu vực Ba Vì rất là sạch, gửi xuống. Đấy. Có tí ớt chưng nữa thì ngon nhỉ? Đấy, ngon chưa? Đấy, tuyệt vời không? Đấy, rất là tuyệt vời nha. Đấy, gạch cua này. Đây là bún riêu cua. Nồi này cho 4 bát bún cho 4 người ăn. Đấy, ngon quá. Ngon quá. Được chưa? Tuyệt vời chưa? Đấy, tiếp tục. Đấy, trần thịt bò. Trần thịt bò nha. Đấy. Ngon chưa? Ui, một bát bún riêu cua đại luôn nhá, tuyệt vời. Đấy, ngon chưa? Thịt bò tái nhá, thịt bò tái này đúng là theo phong cách của Tây, theo tái nó vẫn phải còn đỏ đỏ tí, nó mới ngọt. Bát bún này có thể là mấy người ăn hết đấy. Bát bún nó rất to luôn. Đấy nhá, nồi riêu cua được 4 bát bún riêu cua tại nhà rất là ngon. Mời cả nhà nhá. Mình bắt đầu ăn này. Có cái tí ớt chân nhỉ? Đúng rồi. Bát bún rất là ngon nhá. Đây là bún riêu cua, đây là riêu này, riêu nhá, đây là riêu cua xịn luôn nhá, đây là giò tai nhá, đấy, giò tai, đấy, đây là thịt bò nhá, đấy, thịt bò, đây là đậu nhá, đậu phụ chiên, cà chua này, đấy, hành này, ớt này. Đấy, rất là ngon. Rồi, bắt đầu mời cả nhà. Trộn đều lên. Nha. Mời cả nhà thưởng thức cái món bát bún riêu cua. Bát bún này là bát còn nó gọi là bún đại luôn. Bún đại. Ấy, ngon chưa? Rất là ngon. Để mình thử thức thử xem nào. Đây là sợi bún ấy. Tuyệt vời. Ngon tuyệt vời, tuyệt vời. Thử tí nước này.
À, ngon quá. ngọt Ngon quá. ngon ăn người Nước ta phải thế nước siêu cua thơm, mùi cua đúng là thơm. Cua này cua thật cho nên là thơm. Mình thử tí riêu cua với cả bò này. Cái bò tái cái nó vẫn là đỏ đỏ nhưng mà rất là mềm, không dai với nhau. Bát bún này ngoài hàng thì chắc là hiếm khi có bởi nó quá nhiều luôn. Thử tí nem tai à. Giò tai ngon tuyệt vời, ngon tuyệt vời luôn. Đây là món bún riêu cua làm tại gia đình nhá, thường ăn vào cuối tuần. Hôm nay là đang là cuối năm, hôm nay mùa đông trời trở gió rét nên các bạn có thể là nấu cho gia đình mình ăn món riêu cua này, những ngày đông giá lạnh thì rất là ấm. Đấy. Bạn xem video mình nhớ ấn vào đăng ký và comment các cái ý tưởng của các bạn, nhận xét của các bạn để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Nó vàng nó rộm mà cái nước này toàn bộ là nước gạch trưng lên. Ngon quá. Đấy, rau sống. Tất cả mọi thứ bún mình cũng trần, thịt bò cũng Rau sống trần, ngon quá. nước nó nhanh nguội nhỉ, đều cần nóng hết mà quá. Ngon tuyệt vời luôn. Nước cua nặng thơm. Chúng ta biết tại sao nước cua của mẹ nó ngon hơn hàng hàng không? Mày ăn mày thấy ngon hơn không? Để ăn được trong miệng đậu này. Cái này mày cho một ít giấm bỗng đấy, nó thơm không? Đây con ngồi ra đây. Đây đưa đây đưa bác đây. Rửa bát đây mẹ nhạt quá. Bố bún nhẹ chân này này. Không phải hôm nay thời tiết nó mùa đông nữa.